Ok rồi, xin chào cả nhà của mình. Lại là Đình Dương đây, và Dương cũng mới tới khám cho một cô gái đến từ Cần Thơ, rất là dễ thương ha. Và bạn này là nếu như mà cả nhà của mình thường xuyên theo dõi những cái livestream ở trên fanpage của Bệnh viện Thẩm mỹ Căn Ngô thì chắc là cũng không còn lạ gì với bạn này đâu ha. Ngày hôm nay là đã tròn 1 tháng sau khi bạn thực hiện combo mắt mũi tại Bệnh viện Thẩm mỹ Căn Ngô rồi, thì bây giờ cả nhà nhìn bạn hiện tại nè. Thật sự là mắt và mũi của bạn không có một cái tì vết gì của việc can thiệp luôn nha cả nhà, nhìn nó rất là tự nhiên hài hòa. Và ngay bây giờ chắc có lẽ là chúng ta cùng gặp gỡ bạn một xíu. Em tự giới thiệu về bản thân mình đi. Dạ, em tên Trâm, em đến từ Cần Thơ. Trâm ơi, lúc trước từ đầu á, là ai là người đã giới thiệu cho em căn của mà em đến? Dạ, em lướt trên mạng xã hội, em lướt xem tìm hiểu. Tức là em đã có ý định làm đẹp lâu chưa đây? Dạ chưa, trong vòng mấy tháng. Trong vòng mấy tháng bắt đầu tham khảo tìm hiểu. Dạ. Cái là thấy căn ngu đúng không? Dạ. Thấy căn ngu như vậy thì em thích căn ngu điểm gì mà em chọn? Em thích bên bác sĩ thường làm tự nhiên. Dạ, an toàn. Đúng rồi. Tại vì em cũng khi mà em chịu thời gian ra bỏ tìm hiểu thì em cũng biết được là căn ngu là một bệnh viện có đầy đủ thiết bị máy móc nè. Dạ. Có đầy đủ bác sĩ, có đủ chuyên môn để làm đẹp cho mình nè. Cho nên là cái việc là làm đẹp an toàn là nó rất là cần thiết ha. An toàn là tiêu chí đầu tiên. Rồi thế cho anh hỏi một xíu là em nhớ lại cái trải nghiệm của em cái ngày mà em làm á, cái bác sĩ ở đây làm có êm tay không hay là có đau hay là có gì không? Dạ em làm em không thấy đau, không không có bị bầm, chỉ hơi sưng thôi chứ không bị bầm. Nó chỉ sưng nhẹ một dạ, xíu đúng. Thôi đúng không? Thật sự là cái đó nó sẽ liên quan đến công nghệ được áp dụng vào làm đẹp cho em nè, rồi là liên quan đến tay nghề bác sĩ làm cho em nữa. Dạ, em cũng đó. Thấy không đau gì. Ok rồi, khi mà em về nhà em chăm sóc ở nhà em có gặp khó khăn gì không? Dạ không, em thấy nhẹ nhàng bình thường, không có gì mà okay. Mà quá giống như người ta nói ha. Rồi về cái dáng mũi của em trước đây em tự nhận xét nó thế nào nè? Dạ nó thấp, nó ngắn mà nó hơi hớt lên, nó bè ra. Và nó có gây ảnh hưởng gì cho em trong sự tự tin không? Dạ có, em ngại chụp nghiêng, ngại em giao tiếp với mọi người. Tức là nhiều khi mà mình chụp ảnh mình không có chụp được cái góc nghiêng. Dạ, đúng không? Đó cả nhà thấy không? Tại vì đôi khi cả nhà đối với chụp ảnh selfie á, người ta hay nói là sẽ có cái góc nghiêng thần thánh đó. Tức là khi là cái sống mũi của mình nó đẹp một xíu là lên là nhìn rất là đẹp. Dạ. Đúng không? Nhưng mà trước đó là em không chụp góc nghiêng được. Dạ. Rồi, nếu bữa giờ về chụp góc nghiêng chưa? Dạ có. Chụp lại luôn. Đó thì cả nhà cũng có thể thấy được, đó cũng là một cái tín hiệu tích cực ha. Thật sự là khi mà chúng ta làm đẹp lên thì trong cuộc sống chúng ta có rất là nhiều cái thay đổi. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn lại cái quá khứ trước đây một xíu ha. Đây Dương sẽ cho cả nhà coi về cái tình trạng mũi cũng như là mắt của bạn trước đây. Đầu tiên là về đôi mắt của bạn thì trước đây gần như là da trùng rất là nhiều và nó không có nếp mí ha. Còn mũi thì như cả bạn có nói thì là sống mũi thì tẹt nè, sàn mũi rộng ha, cái đầu mũi của bạn thì nó khá là thô. Đó, cái mũi trước đây của em nó làm cho gương mặt của em hơi đứng tuổi hơn xíu rồi đó. Nhìn nhìn trong đây thấy khó chịu nè, thấy không? Nó không có được tươi như bây giờ đúng không? Đây cả nhà nhìn nè, như bây giờ nè, cả nhà để ý không? Cái người ở trong hình này với lại người ở ngoài đây là bây giờ chắc phải trẻ hơn tầm 4-5 tuổi á. Đó, cả nhà thấy không? Tức là sau khi mà bạn làm mắt và làm mũi lên, cả nhà thấy bạn trẻ hơn không? Rồi, bữa giờ sau 1 tháng thì những người xung quanh em, những người mà thân với em á, mà họ nhìn thấy sự thay đổi này họ nói gì? Họ khen đẹp, làm đẹp tự nhiên mà biết gì làm xong hơn. Ok, thế thì sau quá trình em làm đẹp ở đây thì em có lời nào muốn gửi đến các bác sĩ đã làm đẹp cho mình ở đây không? Dạ em gửi lời cảm ơn với các bác sĩ đã làm cho em một dáng mũi cao và đẹp. Ok rồi, thì anh cũng xin thay mặt bệnh viện là đầu tiên là cảm ơn em là đã chọn lựa bệnh viện giữa rất là nhiều sự lựa chọn ha. Và cũng xin chúc em là càng ngày càng xinh đẹp rồi thì em sẽ tự tin hơn trong cuộc sống nè, từ đó thì em sẽ đạt được nhiều cái mục tiêu mà mình mong muốn ha. Đừng có tự ti nữa nha. Lúc trước là bạn tâm sự là không có dám chụp hình góc nghiêng, nhưng mà bây giờ chụp nhiều vô. Chụp mà chừng nào mà đầy bộ nhớ điện thoại thì thôi ha. Rồi.